Xin chào các bác nhá. Ngày hôm nay thì là em có về được một lô mạch trầm các bác nhá. Các bác coi là đánh súp 50. 40 50, vô 100 từ 22. Là thoải mái các bác nhá. Con này được sử dụng là 10 sò Toshiba. Con này nó công suất của hãng là ghi là 1000W các bác nhá. Đây tụ của nó là 10.000 microfarad và 100V các bác nhá. Tụ khá là lớn, tụ này chuyên để đánh súp. Con này ở đằng sau của nó sẽ có một cái link đầu ra. Có nghĩa là các bác có thể ghép thêm được một quả súp hơi đưa vào các bác nhá, đánh rất là tốt. Cái này là volume to nhỏ này. Cái này là cắt súp. Đây là súp đầu vào hỗ trợ cổng ca lông các bác nhá. Đầu vào đây. Đầu ra là súp ao. Hỗ trợ cả cổng AV các bác nhá. Con này là pick noise của nó là 1000W các bác nhá. Công suất mặc định của nó là 650. Ở 90 dB, 1W trên 1m. Design Indonesia. Con này là 2.400.000 đồng bao ship cho các bác nhá. Sẽ đo qua cho các bác cái kích thước của nó để cho các bác về các bác. Sẽ đo qua cho các bác một chút. Đây là 30 này. 30. Ở đâu? 30 28. 30 28 các bác nhá. Cái chiều dài của nó là 30. Chiều cao của nó là 28 các bác nhé. Mạch nguồn xuyến, mạch cao cấp. 2.400.000 bao ship các bác nhé. Các bác nào đấy thì liên hệ cho em. Chào các bác ạ. Ui nặng quá.